Và thưa quý vị, chia tay tiếng hát của chị Nguyễn Thanh thì bây giờ chúng ta lại đến với một ca khúc rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn. Ca khúc được mang tên 3 tháng tà từ. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiếng hát của chị Tăng Minh Phương. Xin mời chị Tăng Minh Phương ạ. Thấm thoát niên học nguyên rồi,
xin cảm ơn tiếng hát của chị Tăng Minh Phương rất nhiều. Cũng là một ca khúc rất là dễ thương và sôi động nữa. Đó là vũ điệu cho cha cha. Và ngày hôm nay có rất nhiều vũ công cũng lên góp vui với tiếng hát của chị Tăng Minh Phương. Kính thưa quý vị.